Chào giám đốc Cố, giám đốc Cố. Áo khoác anh cho tôi mượn, tôi đã giặt và ủi rồi. Cảm ơn. Váy trông rất hợp với cô. Vậy sao? Tôi còn lo mặc như vậy tới công ty thì cầu kỳ quá. Không đâu, rất đẹp. Cảm ơn. Giám đốc Cố à, sao vậy? Đứng yên. Có sợi chỉ. Giám đốc Cố, tôi xin phép đi thay đồng phục. Được. Tạm biệt giám đốc Cố. Cô ấy trông xinh quá. Cảm ơn sếp. Cô ấy sẽ gặp một người quan trọng. Cô ấy xấu hổ khi tỏ tình trước mặt mọi người sao? Giám đốc Cố, canh của anh đây. Canh chỗ này ngon lắm. Đây. Mùi gì vậy? Mau che lại. Mùi gì vậy? Mùi thơm mà. Chỗ này nấu canh ngon lắm. Nó không nên có mùi như vậy. Rõ ràng lẽ ra phải như mùi đó. Giám đốc Cố, giám đốc Cố à, về canh xương này không cần nữa, xử lý nó giùm tôi đi. Tôi ăn nó nhé. Tiếp xúc thân mật có thực sự gây ra phản ứng căng thẳng không? Hãy mau giục anh Lý cho tôi. Khách hàng giục tôi mấy ngày nay rồi. Được rồi, tôi sẽ gọi điện. Cô xác nhận địa chỉ khách hàng chưa? Tôi đã kiểm tra rồi. Đừng lo, được. Tài liệu về công ty Quinkle đâu? Trên bàn hết rồi. Để tôi xem, được. Thị Song Kiều. Thích sạch sẽ. Cô bé này thực ra khá sạch sẽ. Giám đốc Cố, sao lại ở khu nghỉ ngơi của nhân viên? Tôi đang kiểm tra vệ sinh của nơi này. Cô cần gì? Tôi muốn lấy cái cốc của mình. Vậy thì lấy đi. Thích sạch sẽ. Lạ thật, cái cốc này sao trông mới như vậy chứ? Chú Kim bảo tôi là cô đi dọn nhà cho khách hàng. Sao rồi? Có thuận lợi không? Không được thuận lợi lắm. Tôi còn chưa vào đó mà khách đã đuổi tôi đi rồi. Thường thì không như vậy đâu. Có chuyện gì à? Chú Kim nói khách hàng từng là vận động viên quần vợt chuyên nghiệp. Sau đó anh ấy bị thương ở chân. Từ lúc đó chỉ ngồi xe lăn. Chắc là tâm trạng anh ấy không tốt. Tóm lại tôi chưa kịp giới thiệu, anh ấy đã bảo tôi về. Nếu vậy thật sự không phải là lỗi của cô. Giờ cô biết tại sao tôi không nhận mấy vụ vệ sinh gia đình rồi đấy. Họ có quá nhiều yêu cầu và phàn nàn. Nếu là dọn dẹp công ty hay là phòng thí nghiệm, chúng ta có quy trình chuẩn, nên không cần chịu đựng mấy chuyện này.
Nhưng mà ai cũng phải về nhà mà. Nếu căn nhà bẩn, sao tâm trạng tốt được? Bị bệnh thì làm sao? Chiều quá sinh hư, yếu đuối như vậy, sau này làm nên trò trống gì? Nhà họ Cố không đưa phối nhân đâu. Nếu mục đích của việc dọn dẹp của cô là để làm khách hàng cảm nhận được hạnh phúc, thì chắc cô không bao giờ đạt được đâu. Việc dọn dẹp thì có giới hạn, nhưng hạnh phúc đâu thể định nghĩa dễ dàng như thế. Như lần này, sự không vui của khách hàng rõ ràng là không liên quan gì đến việc cô dọn dẹp. Còn chưa kịp vào cửa thì anh ta đã đuổi cô đi rồi, đúng không? Đừng lo, cứ làm tốt việc của mình đi, không có gì phải áy náy cả. Được rồi, cốc cũng lấy rồi, nước cũng uống rồi, cô còn cần gì nữa à? Tôi đang định đi đây. Anh không đi à, giám đốc Cố? Chút nữa tôi sẽ đi, tôi chưa kiểm tra xong. Vậy tôi đi đây. Cô ấy vẫn ngại mở lời. Mình có nên chủ động một chút không nhỉ? Vào đi. Anh đang tìm tôi à, giám đốc Cố? Cô có ý kiến gì về vận động viên đó không? Tôi chưa nghĩ ra. Tôi xin lỗi. Không sao, quên đi, tập trung vào các đơn hàng khác. Ta đều lớn lên từ thất bại mà. Không ai sinh ra đã hoàn hảo cả. Nhưng ta sẽ càng ngày càng ưu tú hơn. Cảm ơn giám đốc Cố. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Ở đây không có ai khác đâu. Cô có gì muốn nói với tôi không? Tôi... Sao anh lại thay quần áo rồi? Áo khoác cô mang đến thơm thật đấy. Không, ý tôi là cô ủi sức thẳng, nên tôi thay bộ này. Cô còn gì muốn nói với tôi nữa không? Còn có một chuyện này. Được, tôi muốn xin nghỉ một ngày. Tôi đi gặp một người quan trọng. Tôi đã nói với chú Kim rồi. Gặp người quan trọng sao? Được không, giám đốc Cố? Gặp người quan trọng sao? Gặp người quan trọng gì chứ? Khách hàng à? Không, là chuyện riêng. Cô nói là sẽ làm việc chăm chỉ mà. Đây là cách cô làm việc chăm chỉ sao? Chăm chỉ không chỉ là nói miệng không? Được rồi, cô quay lại làm việc đi. Được, tôi sẽ chứng minh bằng hành động của mình. Mình đã nghĩ xa quá rồi.